We have a winner to today's 50-50 draw. Winning ticket. Mười năm trước, Luzhniki đã là nơi diễn ra trận chung kết Champions League giữa Manchester United và Chelsea. Và sau 10 năm, sân vận động huyền thoại này đang thực sự là một sân khấu lớn của bóng đá thế giới, nơi một nhà vua của bóng đá thế giới sẽ xuất hiện. Lại một lần nữa xin chào các bạn, chúng tôi rất vui mừng được gặp lại các bạn. Cảm ơn anh và đây là một... Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trên đối thủ như thế này thì vai trò của các thủ môn là rất quan trọng. Đó sẽ là điểm tựa về mặt tinh thần cho những cầu thủ ở phía trên. Gary Cahill, Adon Thompson, Raheem Sterling, James Vardy. Một trận đấu của rất nhiều những chân sút tài năng, nhưng đây còn là trận đấu của những thủ môn xuất sắc. Kai Walker. Hai đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan và Malaysia đều đã để thua ở trận đấu ra quân. Đội tuyển U23 Thái Lan thua đối thủ khá quen thuộc là U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0-1. Trong khi Malaysia nhận thất bại đậm hơn 1-4 trước cựu vô địch là U23 Iraq. Hình ảnh từ những trận thua đó là một khoảng cách vẫn còn tương đối lớn giữa bóng đá khu vực Đông Nam Á và những nền bóng đá mạnh như Đông Á hay Tây Á. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Rất kỹ thuật. Wow! Pha ghi bàn đẳng cấp. Cuối cùng thì tỷ số cũng được mở. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Không thể không ghi bàn ở một tình huống. Tỷ số này đang là 1-0. Chabo. Quá vất vả để chống đỡ. Về cơ bản tôi nghĩ là công nghệ này nếu mà chúng ta biết rút kinh nghiệm và có những cách triệt để hơn thì sẽ tốt. Cơ bản là tốt nhưng mà sẽ cần phải điều chỉnh dần dần. Có những cái tác động không tích cực. Đầu tiên là va nó khiến cho trận đấu bị gián đoạn. Và bóng đá đôi khi gián đoạn nó tụt mất cảm xúc. Đối với nhiều người là như thế, chưa quen được thì có thể với thời gian sẽ quen. Còn một cái nữa là tôi muốn công nghệ VAR làm triệt để hơn nữa. Bởi vì thực tế là có những cái pha bóng mà xem lại thì thấy là trọng tài sai rồi, nhưng mà những người mà đưa ra quyết định phải mổ băng thì lại không quyết định dừng trận đấu để mổ băng. Chúng ta xem ai cũng biết là sai, nhưng mà rất là ức khi mà lại không mổ lại băng. Đấy cũng là một cái điều dở. Và có một cái thứ ba nữa là dừng trận đấu rồi, mổ băng rồi, nhưng mà sau đó cái quyết định cuối cùng thì mọi người vẫn không thỏa đáng. Mọi người vẫn nghĩ rằng là phải là theo hướng ngược lại. Rất khéo léo. Quyết định đi kìa. Tư thế sút khá cơ bản. Anh lại dứt điểm tương đối hiền. Vẫn còn. Để mất bóng rất nguy hiểm. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đó là tất cả những gì có thể nói về bàn thắng. Rất dễ dàng. Tỷ số là nó lên 2-0. 15 phút cuối của hiệp đấu đầu tiên họ đã có 4 bàn ở 4 trận đấu đã qua. Tỷ số này đang là 2-0. Chabo. Pha xử lý rất tốt. Cú bấm bóng khá kỹ thuật. Không được. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu. Bây giờ thì 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu mới chính thức khép lại. Sự khởi đầu của hai đội trong hiệp 1 hứa hẹn những điều còn hấp dẫn hơn nữa trong hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Trong hiệp 1 của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Một pha di chuyển ra biên.
một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Pha cản phá dứt khoát. Wilmar Barrios. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Xin được hỏi cựu danh thủ Hồng Sơn là cầu thủ cần phải thay đổi như thế nào để có thể có được bàn thắng? Vâng, rõ ràng cái việc mà không đủ số lượng người tham gia tấn công nó cũng là một điểm bất lợi. Bởi vì chúng ta thấy rằng những cái đợt lên tham gia tấn công của rất ít người, và để chiếm được cái số lợi thế cũng như là số đông thì hàng tiền vệ chưa cần phải thêm người. Tôi cho rằng có thể thay một hậu vệ ra và thêm một tiền vệ tấn công vào. Tình huống phóng an toàn. Đường truyền không chuẩn xác. Vâng, anh ấy đã đọc được suy nghĩ đối phương, chặn được đúng đường truyền. Tình huống xử lý vô cùng quan trọng. Và anh ta giành lại được bóng. Khá nguy hiểm. Cú bấm bóng khá kỹ thuật. Rất hay. Đó lại là một pha kỹ thuật xuất sắc nữa của thủ môn ở trong trận đấu này. Anh ta sẽ làm gì vào lúc này? Anh ta hoàn toàn có thể chọn một trong những đồng đội xung quanh anh ta để truyền. Trận đấu trước những đối thủ mạnh như thế này thì... Wow! Thế trận đang diễn ra một chiều. Một tình huống móc bóng kỹ thuật. Biệt đã là quá lớn và chỉ có phép màu mới có thể đem lại cho họ một cuộc lội ngược dòng. Và đoạt bóng rất hay. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng ngoài bán cuộc. Một trận đấu rất hay, cuốn hút, cả hai bên đều đã chứng tỏ khả năng của mình vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay.